Xin chào tất cả anh chị, những anh chị nào muốn lấy tiền ra để mua nhà không cần chứng minh thu nhập, đặc biệt những anh chị đã có những căn nhà cho thuê và mình không còn nợ trên một năm thì anh chị có thể lấy tiền ra. Chấm rất là good hiện tại bây giờ, rất là tốt bây giờ. Đương nhiên là tùy theo điểm anh chị, điểm anh chị càng cao, chấm anh chị càng lấy tiền ra từ nhà băng thì anh chị sẽ trả giá rất là dễ dàng hơn. Vì lý do là anh chị đã có tiền, không cần phải đợi mượn nhà băng, thì anh chị sẽ mua thường thường giá sẽ được tốt hơn. Mình đã hỗ trợ chiến lược này trên 20 năm và hỗ trợ rất là nhiều anh chị em có những căn nhà cho thuê cũng như là căn cho mướn theo kiểu Airbnb. Có những người vài căn, có những người trên vài chục căn.